Cô bác anh chị thì ông Năm ở video clip trước là có chia sẻ là người đến tham quan có thể xuống dưới nựng cái đàn cá, có thể sờ đầu các đàn cá rất là dễ thương. Và theo mình thì đi ở nơi xứ xa đến nên không thể nào có chỗ để mà thay địa tiện thay đồ để xuống đây. Và ông Năm hôm nay sẽ cho cả nhà mình thấy đó là cho đàn cá ăn. Và ông Năm sẽ đang xuống dưới đang nựng cái đàn cá của mình. Năm đang đi xuống đó. Nước nó cũng ở trong đây mà nó cũng khá sâu. 65 tuổi rồi các bạn. Năm 65. Sáng nay thời tiết cũng khá lạnh. Ông Năm rất là tích cực với tụi mình. Không phải là mình yêu cầu ông Năm đi xuống dưới, mà cái này là ông Năm tự nguyện. Ông Năm thích đi xuống biểu diễn cho mình xem với cái đàn cá thương yêu của mình. Chứ không phải là đưa cái thao thức ăn cho ông Năm. Dạ, cái thao thức ăn. Dạ. Dạ, ở ngoài kia có thao không Năm? Dạ, nó quậy quá. Thì nãy giờ không nói lâu, thì nãy giờ khoảng 5 phút thì cái đàn cá kia, nó đàn cá ngoài này nó đã đi vô. Mình vô đây mình lấy một miếng thức ăn để cho con cá. Nói vậy chứ mỗi một lần ăn là cũng tốn nhiều tiền. Đó, khoảng nhiêu đi. Tại vì có một tay cầm máy quay nên thành thử ra là không hốt được nhiều. Với lại cái bao nó còn ít quá. Đây là cái bao thức ăn này. Đây là khẩu phần ăn của con cá. Dạ con gỡ ông Năm. Dạ con đổ đây. Ở màn tiếp theo là ông Năm sẽ nựng con cá. Ngoan dữ hả? Trời ơi, đại sát rồi ông Năm luôn rồi chứ. Bây giờ mình bắt đầu mình gờ đầu nó được chưa ông Năm? Chưa rồi, đông đông. Hôm nay bị cảm, có gì cả nhà thông cảm. Cá bự nó dạng, cá nhỏ nó nhát không? Dạ. Gà kìa. Nữa là cái đàn cá ăn thiện, đá thiệt. Cái bên luôn vậy đó. Nó quậy tung như bây giờ mình nói chuyện đó. Thôi bây giờ mình im đi, không nói chuyện. Mình sẽ im, mình không nói chuyện để cho con cá nó dạng như cả nha. Lâu quá không bắt nó cái nó nhá. Kêu mà bốn tháng à. Với lại mấy con cá nhỏ nó mới vô nên chưa quen. Cá nhỏ nó nhá, cái động mấy cái kia đó nó. Mấy con cá bự thì nó quen trong năm. Nó cho bắt luôn kìa. Ôi. 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 Nó cho năm bắt luôn kìa.
Ờ, cả nhà thấy ông Năm nặng con cá chưa? Đúng rồi, đúng là mấy con cá bự quen với ông Năm. Mấy con nhỏ chưa quen. Mấy cái nhỏ vô nó nhát cái nó quậy cái mấy cái kê chạy luôn. Nó nói ông Năm bự cá bự đó ông Năm. Tại sao ông Năm bự cá dạng? Ủa, cá bự nó dạng hơn. Dạ. Cá này trên chục ký à. Con chó đang chạy hơn nữa. Mấy cái cái góc độ nhìn cái dạ. Dạ. Ủa cái góc độ nhìn. Thì qua bên đây để quay cho các bạn thấy ở góc bên đây nó sẽ như thế nào. Sáng nay làm cho ông Năm ướt mình luôn. Đó, chó của, hai con chó ông Năm cũng thân thiện với chục ký luôn. Dạ. Lại nó mình quài, có thể rồi mình quài nè. Ướng ướng là khoảng chục ký ông Năm ha. Dạ. Thôi để tao quay kia chút xíu coi. Trời ơi. Nó leo lên người kìa nè ông Năm. Ở đây con chó này nó thân thiện nè của bà con. Góc kia quay. Dạ, nó thân thiện rồi nè. Ơi nó liếm mặt luôn à. Ôi xuống. Đến trên này luôn hả ông? Ừ, nước lớn lúc tới cái chỗ ông trên đó đó. Dạ, trời ơi. Rồi hiện giờ là con lan đang lên là nó bị nước gồng. Ông tháng 10 là nước lên tới đó đó. Rồi bây giờ nó giật xuống rồi, nước lớn lên tới này. Ông Năm nói nước dạ. Lớn là nó ngập đó là ngập trên đó luôn, ngập tới cây ngang đó luôn. Cái này luôn. Tới cây ngang trên đó. Ừ, đó luôn. Trời ơi, trên cái đó luôn. Dữ không? Gần 3 mét. Rồi lúc mà ông vụ nó là lúc nó lên nước lớn hay nước gần? Gần 3 mét à. Thì nó vô, thì lúc đó thì nó vô tháng này nè. Vô tháng này? Ừ. Cái đó là mình ngựa nó thọt cái xịt điện nó vô đó. Điện. Sợ bắt cá thôi. Nhào gào nó sợ bắt cá. Ồ, có con. Sao? Thôi vậy cũng được rồi ông Năm ơi. Ông cảm ơn ông rất nhiều. Để lạnh sao ông lạnh. Ông Năm rất nhiệt tình. Nói chung là sáng nay thời tiết thì cũng hơi lạnh, nhiệt độ khoảng 25 độ C. Ở miền Tây của mình thì ít khi nào là lạnh giống vậy lắm. Nhưng mà hôm nay thì ông Năm vào khoảng mới lạnh nó ngày qua, nay quá ít nay. Dạ hôm nay rất nhiều. Nhưng mà ông Năm vì cái nhiệt tình, vì khán giả xem cái đàn cá thân thiện của ông mà ông Năm xuống nước luôn để quay cho cả nhà xem về cách nựng cá của ông Năm. Nó đó. Cảm ơn ông Năm rất là nhiều luôn. Còn chúc ông Năm sức khỏe sống lâu. Gà đó không có gì trơn. Gà đầu thì không có gì hết. Mình bắt thì nó dãy. Cái việc mà mình bắt lên mặt nước thôi. Nó bị dãy. Phải mặt nước là dãy dạ. Nếu cả nhà thấy cái video clip này cựu của mình hay ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Việc mà ông Năm ơi cho con hỏi như thế này. Nhà ông thì vô ông để chiêm ngưỡng đàn cá lúc nào cũng tiếp không Năm? Dạ. Lúc nào ông cũng tiếp hết. À ừ. Dạ, ông Năm rất là thân thiện. Hôm nãy thì con đi con sợ không có gặp ông. Ông Năm cho địa chỉ nhà ông đi ông Năm. Thì chúc lên phường Vĩnh Quân. Phường Vĩnh Quân. Khóm 1. Khóm 1 phường Vĩnh Quân. Dạ. Thị xã Châu Đốc. Thành phố Châu Đốc. Có một đường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang. Ủa bị. Đây là một lần thứ hai mà. Có giữ im cho ông Năm gờ bắt luôn kìa. Ông Năm có thể hôn nó được không Năm? Ông Năm bữa nào hôn nó được không?
Rồi, con cảm ơn ông Năm hay ông Năm. Con cảm ơn rất nhiều. Chúc ông Năm sức khỏe và sống lâu ngàn tuổi, bách niên giai lão. Cho hết cái này nó lên luôn. Dạ, cho nó ăn hết cái lượng thức ăn đó hãy lên luôn. Thôi, chào cả nhà, mình kết thúc video clip là tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau. Con cá này. Lúc mà nước lên là ông Năm đứng cho ăn ở đây. Đây giống như cái sảnh ở đằng sau ở không nè. Nước lên cao là ông Năm đứng ở đây rồi thấy cái căn chỗ này luôn hả ông Năm? Đây nhìn xuống đó là khoảng 5 mét. Ờ có cao. Đây dưới thì khoảng 3 thước à. 3 mét. Con thấy nó cao nhiều cao ông Năm. Thấy mấy trên mình đứng là cao mà ông Năm. Không, tại vì ông Năm nó 3 thước là lúc mà nó còn nước ở trên ngay chỗ dưới này, ngay chỗ cái miếng dán đó là khoảng 3 mét. Ừ, ngay chân cái ngang đó. Dạ. Lúc cái đầu cây đó chút á. Cái nhà sàn này đâu quá cái cao. Cái này là gọi là cái máy lạnh của miền Tây không Năm hả? Chỉ có miền Tây mới có được giống vậy. Vậy ông Năm làm cái chỗ này là để cho đãi khách với bạn bè không Năm? Khách người ta lên đây lại tôi tham quan chơi đó, ra ngủ uống nước cà phê được. Dạ, ông Năm có nói là gì chia sẻ với mọi người không? Nói gì giờ, nói gì giờ. Dạ. Chứ nói gì giờ, giờ anh em nào lợi thì mình nhiệt tình mình tiếp, mình dẫn cho coi thôi chứ đâu có nói gì nữa. Dạ. Ở đây mình coi mình đâu có tính phí gì đúng không ông Năm? Không. Chủ yếu là coi để biết bảo vệ cái nguồn lợi. Anh em ta lại ta mua thức ăn rồi lại người ta cho ăn thì được. Dạ. Ở đây là ông Năm là chỉ yếu là cho để chiêm ngưỡng cái đàn cá này thôi. Dạ. Chứ không có tính phí hay là nhằm cái mục đích kinh doanh gì hết. Không có thu lợi tất cả cái gì hết. Dạ. Đâu rồi tôi đầu tư cái này không đó là cũng gần cái tỷ bạc á chứ đâu. Tất hai cái nhà này là hết là 100 mấy triệu rồi. Từ mua cây cầm xung quanh. Đâu phải mà cây dởm đâu, cây toàn là cây sao với cây cà chắc không đó. Mấy cây cầm đó hả ông Năm? Ừ. Là sao với cà chắc không đó hả? Còn mấy cây tre, có tre là cây dởm thôi. Còn như là sao cà chắc không đó, mấy cái chủ này là sao cà chắc không. Nên là nữ cho nó chịu nước lâu. Đàn ăn này cà chắc không rồi, chứ còn cây tạp là năm ngoài hay năm lên một đó rồi. Dạ. Có công xe cà chắc chịu mới nổi. Khi mà nó có rồi ông mới gào hay là ông đã gào trước rồi? Gào trước rồi nó mới có. Gào trước nó mới có. Chứ không có gào là nó chỗ này nó đi xịt xuồng tối ngày đâu có cá.